Rồi Đinh Ba Búa xin mến chào tất cả bà con nông dân và các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Đầu năm cũng Đinh Ba Búa xin kính chúc các bạn luôn mạnh khỏe như trâu, tiền vô như nước và tiền ra như nhỏ giọt cà phê. Rồi thôi, hôm nay Đinh Ba Búa mình lên những con máy, gồm những con máy VIP nha các bạn. Đây là lô số 2, lô hàng 2 là những con máy VIP và lô hàng 1 là những con máy bình dân nha các bạn, tức là các bạn xài gia đình thôi đó. Những con máy này là bình dân, các bạn xài gia đình thôi nha, và giá mình có ghi cụ thể trên cây cần luôn nha các bạn. Các bạn có thể coi và lựa những con ưng ý nhất. Các bạn nào xài gia đình thì lấy lô hàng 1 thôi nha các bạn, chứ các bạn đừng mua lô hàng 2, tại vì xài gia đình thì mình không cần con máy, nó phải phải gọi là VIP lắm. Nó cũng chức năng của nó cũng là gắt cỏ thôi các bạn. Đó, mình xài gia đình thì những con hàng 1. Còn hàng số 2 á là những con máy VIP là sao? Và những con máy nó đẹp các bạn, nó đẹp, nó VIP và chức năng nó cũng gắt cỏ thôi. Thứ hai nữa là công suất của nó cũng 26cc, nòng 34 ly. Đó, 26 hết. Có riêng cái con này là 34cc nha các bạn, nòng của nó 37 ly. Con này thì nó phù hợp cho lại những bạn nào mà có nhà có công nhân á, hoặc có trang trại á, mà mua về quăng cho lính nó xài các bạn, hoặc là tìm con máy là nó trâu bò á, để mình mua cho công nhân lính rồi nó xài, nó quăng nó phá mình không có sợ, mình không có sốt các bạn, không có tiếc. Tại vì đây là dòng máy nó trâu bò các bạn, nó thiết kế cấu trúc của nó là bằng nhôm sắt thôi các bạn, nhôm sắt thôi, nó trâu bò, nó phù hợp cho những người mà nhà có thuê người làm, mua về quăng cho người nó làm các bạn, nó được việc nữa nha. Thay vì con máy, những con máy này nè, ngày nó cắt khoảng một sào ấy, thì con này một ngày nó phải vứt 3-4 sào nha các bạn, 3-4 sào đất á đó, đó. Tức là những con máy trâu bò thì nó lực sức cày nó sẽ trâu hơn nha các bạn, y như cái con trâu nó nặng 2 tạ, nó khác cái con trâu nặng 1 tạ các bạn, nó cày nó khỏe hơn, đó là vậy đó. Rồi còn những con máy VIP đây là dành cho mấy anh mà sưu tầm máy VIP nha, để giờ sưu tầm để xài, dù gọi là máy VIP các bạn, giá nó sẽ cao hơn tí mà cũng không cao đâu các bạn, nó 2 triệu quay đầu thôi à, nó cũng rẻ mà. Rồi còn số 1 đi các bạn, cho nhanh lại mình quên nói thay đổi mua bán bên mình luôn, để nhiều bạn mới mua lần đầu hay thắc mắc hay hỏi á, là bên mình nhiều khi không có bình luận, không có coi bình luận để mà trả lời các bạn được, các bạn thông cảm nha. Tại vì Đinh Ba Búa mình cũng phải làm nữa, giờ này tay chân nhấc nhau thế các bạn thấy không, giờ này Đinh Ba Búa cũng phải làm nữa chứ đâu có được nghỉ đâu bạn, thợ sửa máy mà, thợ máy mà, mình phải làm cả ngày. Rồi thể loại mua bán mình là mỗi con máy là Đinh Ba Búa mình sẽ tặng cho các bạn một sợi dây đeo nè, một tiếp mở bô ri, một ổ bắn cước và một lưỡi dao bãi nha. Lưỡi dao này là rin nha các bạn, dây đeo cũng là dây rin luôn, chỉ có hai này là mua mới thôi, hai này mua mới nè, còn hai này là rin theo máy bên Nhật nó giờ các bạn, bên Nhật nó giờ là nó dính theo hai này nè. Đó là mình gửi cho các bạn bốn món này. Và đặc biệt nha, bạn nào mà tin tưởng bên mình mà chuyển khoản trước cho mình á, thì bên Ba Búa mình sẽ chích cái tiền mà phí vận chuyển các bạn, để gửi cho các bạn chai nhớt. Bạn nào mà chuyển khoản trước á, là bên mình sẽ gửi cho chai nhớt nha. Chuyển khoản trước nhưng mà phải chuyển đủ cái máy đó nha các bạn, chứ các bạn chuyển 200-300 là không được tặng nhớt đâu nha, cái đó là đặt cọc thôi. Còn chuyển khoản trước á, là khi mà bên vận chuyển bên Viettel các bạn, khi mà các bạn chuyển khoản trước á, là bên Viettel người ta sẽ đánh cước cái máy vận chuyển nè. Ví dụ cái máy này thay vì mình gửi cước nó sẽ rẻ đi được vài chục ngàn các bạn. Đó, có nghĩa là cái cước vận chuyển á, nó rẻ đi được vài chục ngàn, cũng rẻ hơn cũng 30-40 ngàn thôi bạn. Nhưng mà chai nhớt này nó tới 70 ngàn lận, giá mình nhập vô các bạn, giá nhập vô 70 ngàn lận, giá bán ra thì nó mắc lắm các bạn. Đó, mình bù thêm vài chục nữa mình cho các bạn chai nhớt. Đó là như vậy nha các bạn. Còn các bạn nào mà đặt cọc thì không được tặng nhớt đâu, bạn nào mà chuyển khoản trước cho mình mới được tặng, là mình lấy cái tiền phí vận chuyển đó mình đưa cho các bạn chai nhớt vậy thôi. Đó, mình không có ăn cái tiền phí vận chuyển của các bạn đó. Rồi mỗi để mình quay con số 1 đi nha. Con này nó là Maruyama nha các bạn, nòng 30 ly. Con này thì máy nó mạnh lắm nha các bạn, nòng 30 ly nhưng mà máy hơi chắc lắm. Đó, nổ luôn đó. Rồi thấy không? Hơi chắc lắm nha. Rồi, hết xăng rồi bạn. Nó còn tí xăng trong bình xăng rồi. Rồi, con số 1 là 800 ngàn nha. Con này nó là Maruyama nha các bạn. Maruyama 800 ngàn nha các bạn, giá nó bao phí vận chuyển rồi. Đầu bò là rin luôn nha. Đầu bò rin luôn.
Rồi Maruyama nha. Còn số 2 là Etin nha. Con số 2 là giá 1 triệu mốt nha các bạn. Số 2 dòng này nó là Etin 22. Etin thì nó nổi tiếng bao giờ nha, nhẹ nhưng mà chạy rất là bốc nha, bộc phá. Bạn nào thích máy leo rừng, leo đồi, leo núi mà cầm cho nó nhẹ nhàng á mà bộc phá thì lấy dòng Etin xài nha. Dòng Etin này nó nổi tiếng là chạy mạnh, bọc mạnh, hơi chắc. Đó. Này mình chưa có gắn dây ga nha các bạn, mình chưa gắn dây ga đâu. Khi mà các bạn đặt hàng á là đêm 34 mình sẽ gắn hoàn chỉnh nha các bạn. Con nào mà thiếu ghi đông hay thiếu dây ga gì là mình gắn đầy đủ hết. Nói chung là gắn đầy đủ, giờ các bạn việc đổ xăng xài thôi nha. Rồi con số 3, con này giá 1,2 triệu nha. Con này nó là Singu nha các bạn. Con này Singu 26cc nòng 34 ly nha. Dòng Singu này ưu điểm của nó là nó như thằng Etin luôn nha các bạn. Hai này nó y nhau luôn, là y nhau cái gì các bạn biết không? Là y sơ các bạn, y sơ của nó với lại bình xăng con là nó giống y chang nhau luôn bạn. Ở ngoài Bắc gọi là bộ chế hồi khí nha, ở miền Nam mình hay gọi bình xăng con quen miệng rồi, nhưng mà nhiều bạn ở ngoài Bắc nói bình xăng con không có hiểu. Bình xăng con là cái này các bạn, cái này gọi bình xăng mẹ nè, cái này bình xăng con đó. Cái bình xăng con hai thằng này nè nó y chang nhau nha các bạn. Còn cái y sơ của nó cũng là y sơ 260 y chang nhau luôn đó, cho nên là hai thằng này các bạn mua giờ các bạn xài á, sau này nó hư bình xăng con hay nó chết đi sơ, các bạn mua mới tại địa phương nó mấy chục ngàn thôi là các bạn mua nó có luôn bạn. Tức là nó y sơ với bình xăng con của nó là nó trùng với lại hàng ở địa phương của các bạn đang sử dụng đó, là vậy đó các bạn. Mà mấy cái cỏ thì nó thường hay hư hai cái đó nha các bạn, nó hay hư bình xăng con á, bình xăng con nó hay nghẹt xăng các bạn, nó nghẹt xăng là nó thật ra nó không có hư đâu. Nếu mà cái nó nghẹt xăng các bạn làm xiên các bạn xúc thôi, xúc rửa vệ sinh gắn vô xài tiếp thôi, thay cái da bơm thôi là xài tiếp. Nhưng mà nhiều bạn sang chơi thay mới luôn, thay mới thì nó rẻ các bạn. Còn y sơ này nè, cái dòng y sơ này nó là y sơ 260 các bạn, con này cũng vậy, hai con nó xài y sơ giống nhau. Nhưng mà cái con Etin này nó là hàng của Đức nha các bạn, còn cái thằng Singu này nó là hàng của Nhật. Nhưng mà thằng này Etin này thương hiệu của Đức thôi, nó sản xuất tại Nhật nha, lóc nó dập mà Made in Japan á, nên là nó sản xuất tại Nhật. Hàng của Đức mà sản xuất tại Nhật nha các bạn. Đó. Bạn nào mà thích nhẹ ở hai con này, nhẹ leo đồi, leo núi mà máy nó mạnh thì lấy hai dòng này xài nha. Xài ổn định, dễ nổ, lợi xăng. Đó là hai con này. Rồi giá 1,2 triệu thôi, số 2, số 3. Rồi số 4 các bạn, số 4 là thằng Kawasaki nha. Thằng Kawasaki này mình đã lên bộ chế 260 đời mới luôn nha. Con số 4 này giá 1,2 triệu thôi. Nổ cho bạn xem. Nó lớn không? Đó, nó lớn đó. Đó. Đó không? Con này chắc lắm mà. Kawasaki là các bạn biết là nó nổi tiếng lắm, xài rất là chắc mà nổ rất là đầm tiếng các bạn, nổ đầm tiếng lắm mà xài chắc. Nổ nghe đã đó các bạn, nổ bầm 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 mà động cơ của nó rất là khỏe nha. Con này các bạn cắt cỏ đồi, cỏ keo, cỏ núi thì là cắt thoải mái luôn. Và đặc biệt cái tum con này là tum vĩnh viễn luôn nha, cái tum nó dày và cố nội luôn. Thằng Kawasaki này hình như nó thiết kế nó bán cái máy rồi nó phá sản luôn, sao dân người ta xài biết khi nào hư mà đổi máy khác. Máy này các bạn xài nói về độ bền của cái tum này là hầu như là mãi mãi nha các bạn, tại vì cái tum của nó mình chưa thấy dòng máy nào mà cái tum nó làm dày như thằng này luôn. Nói về dòng máy cỏ mà nói về độ bền của cái tum này các bạn, là thằng Kawasaki là nó đứng đầu nha các bạn, đứng số 1 á, là nó độ dày của nó bạn, độ dày á, mình đang nói độ dày và độ bền á, là cái tum này không bao giờ hư. Đó là thằng Kawasaki nha. Thằng này nó là TG24 nha các bạn, tức là nó 24cc á, là nó mạnh hơn thằng TG1820 nha. Vì vậy mà các bạn nào mà cắt cỏ đồi ở từ miền Trung đồ đổ ra đồ, cắt cỏ đồi núi á, thì các bạn nên lấy dòng TG từ 24 đổ lên. Còn 1820 thì nó cắt sẽ yếu nha các bạn. Thằng này nó là TG24 nha, các bạn lưu ý. Rồi giá 1,2 triệu thôi. Con này mình đã lên chế 260 đời mới nha, để cho thuận tiện sau này lỡ các bạn hư chế là bộ chế là các bạn thay được. Đó. Hơi nổ chắc nha. Rồi. Con số 5 là con Shidewa nha các bạn. Con này bữa giờ nó làm mưa làm gió bạn, dòng này mấy hôm mình mới lên vài con, nhiều bạn không biết xài không? Chưa biết mua
Rồi nhiều bạn mua xài thử rồi. Và bây giờ mấy ổng đồn cả làng luôn, mấy ổng mua giấy mua quá trời luôn. Là dòng Shirewa. Dòng Shirewa này mình nói rồi nha, tức là nó phù hợp cho những bạn mà cắt lúa mà mật độ cắt của các bạn từ sáng cho đến chiều đến tối luôn. Có nghĩa là nó trâu bò bạn, nó sức dài á. Dòng Shirewa này nó như Mỹ Đen các bạn, như Mỹ Đen á. Y như là dắt bao lúa mà đi cây số không biết mệt các bạn. Đó là thằng Shirewa, là nó trâu ở chỗ đó các bạn. Bạn nào mà muốn tìm con máy mà cắt ví dụ các bạn cắt lúa hoặc cắt cỏ mà cắt ở mật độ mà nhiều, từ sáng đến chiều đến tối, là nó vẫn chịu được sức chịu đựng, nó nhiệt các bạn, nó trâu, là nó chịu được chịu đựng của các bạn, thì nên lấy con này. Bảo đảm với các bạn cắt từ sáng đến chiều đến tối. Đó là thằng Shirewa nha. Các bạn mà càng xài là càng cắt càng nóng là nó càng bóc nha các bạn, nó không có lì đâu. Ông cố nội này nè, ông trâu lắm. Cho nên là cái anh giám đốc mà sản xuất dòng máy này anh phá sản nghỉ rồi. Tại sao phá sản? Tại vì cái máy bền quá, dân người ta xài, người ta có mua máy khác đâu mà bị không phá sản. Đó, máy bền quá mà các bạn. Máy mà nó nhanh hư như sản xuất như hàng Trung Quốc các bạn, thì công ty người ta lúc nào cũng giàu đó. Tại vì xài nó nhanh hư thì người ta mua máy khác. Rồi hư rồi mua máy khác, mua liên tục. Thì công nhân họ mới có việc làm các bạn, thì công ty mới phát triển. Còn con máy nó bền quá thì nó đâu có hư đâu mà công nhân có việc làm, là cuối cùng phá sản luôn, nghỉ. Giám đốc này đổ nợ rồi bạn. Rồi con số 5 này giá 1,5 triệu các bạn, 1,5 triệu đâu. Dòng này nó trâu lắm nha các bạn, là bao cho các bạn cắt từ sáng tới chiều. Là bạn nào tìm máy cắt lúa trâu bò vô mùa gặt đồ đó, là dòng này. Con số 5 1,5 triệu thôi. Dòng con số 5 này nó xài bộ chế cũng là quanh bà rú 2 kim nha các bạn. Chế quanh bà rú ngang 2 kim chế rinh của nó nha. Con này còn nguyên bản 100% luôn á. Chưa có đụng chạm gì đâu. Bên mình chỉ tháo bình xăng con ra xúc rửa thôi. Con này còn nguyên bản nha. Đó, cái cần của nó còn tem luôn nha các bạn. Dòng Shirewa này thì các bạn để ý cái, thường thường là cái màu xanh này nhìn nó không có mướt mắt đâu các bạn. Nó không có lòe lè, không có đẹp đẽ gì đâu. Nhưng mà xài rất là bền nha các bạn. Tâm này bằng nhôm nha. Đó, tâm này nó với thằng Kawasaki thì nói về cái độ bền của cái tâm này á, thì nói với thằng Kawasaki thì 9/10 nha các bạn. Đó, độ bền của cái tâm nè, tâm nhôm nha các bạn. Mấy cỏ mà thường những người mà những bạn mà xài nhiều á, tức là xài ở mật độ mà khá nhiều từ sáng tới chiều, thì mình hay quan trọng cái tâm nha các bạn. Tại vì các bạn biết rồi đó, cái tâm mà các bạn xài từ nhiều quá thì nó sẽ cháy nha. Tức là các bạn chạy không ngừng nghỉ á, chạy không nghỉ là cái tâm mà nó bằng nhựa nó sẽ cháy, các bạn lưu ý nha. Còn các bạn nào xài tầm 3-4 tiếng, 5-6 tiếng, các bạn xài ở mật độ ít thì nhà sản xuất á, là những bạn đó là những bạn người ta xài ít, thì cho nên nhà sản xuất người ta làm những cái tâm nó bằng nhựa. Nhưng mà nhựa của nó là nhựa siêu cứng nha các bạn, nhựa chống nhiệt, chịu nhiệt, nhựa không có cháy. Đó là đỡ cho cái máy nó nhẹ đi, những cái máy mà tâm nhựa nó sẽ nhẹ đi nha các bạn, nó nhẹ đi, đó vậy đó. Rồi, tiếp các bạn, hôm nay mình có mấy con máy whip dòng Echo 2.1 nha các bạn. Echo 2.1 này, đó, tại sao nó không đợi 2.10 mà đợi 2.1 mà. Tại vì nó là máy hợi nha các bạn, máy hợi á. Con số 6, con số 7 giá 1,8 triệu nha, hai con bằng giá nhau. Con này nó là Echo 2.1 có trợ lực nha các bạn. Còn con này nó là 2.5 các bạn, đời cao hơn 2.1, không có trợ lực. Con này nó không có trợ lực, bạn lưu ý. Con này thì nhìn nó đẹp hơn con này tí. Con này hơi chóc sơn tí nha các bạn, nhưng mà máy bao rinh cho các bạn nha. 6 và 7 giá 1,8 triệu. Tại vì con này nó có trợ lực. Đó, còn con này nó không có trợ lực nha, nó đẹp hơn, nó bù qua sắc lại. Các bạn thích lấy nào lấy, 7 và 8. Đó. Con này nó có trợ lực nè, các bạn thấy không? Ổ giật trợ lực này là ổ giật trợ lực đời mới nha các bạn. Các bạn lưu ý là đời ổ giật trợ lực thằng này nó hay ở chỗ là các bạn kéo giữ là nó nổ, thả là nó nổ. Và đặc biệt thằng này nữa là nó xài bộ chế của nó là quanh bà rú 2 kim nha, 2 kim chỉnh nè. Đó, nó có kim chỉnh ngay đây nha các bạn. Cái lỗ này là để các bạn thọc vô bạn chỉnh á. Bạn nào không biết chỉnh thì đừng có chỉnh nha. Nhiều khi các bạn mang đi đâu á, người ta mượn, người ta phá, người ta chỉnh, người ta dặn vô hết cỡ luôn là các bạn giật nó nổ luôn nha. Khi mà các bạn chỉnh tầm bậy rồi, các bạn dặn vô cho nó chặt luôn. Rồi các bạn dặn ra 2 vòng nha, các bạn phải đếm đúng 2 vòng. 2 vòng tu của con ốc đó nha các bạn, dặn ra là các bạn giật lại là nó nổ nha. Đó là cái tầm nổ của nó nha các bạn. Sau khi nó nổ rồi các bạn phải chỉnh lại nữa mới được. Các bạn phải gắn ổ cước hay là lưỡi dao vô, các bạn lên hết dao luôn rồi các bạn dặn con ốc cho nó đúng cái tầm nổ, nó đừng có bóc quá nha. Bóc quá là nguy hiểm cái máy, các bạn đừng có để cho cái máy nổ bóc quá. Nó phải nó hơi lì lì một tí thì cái máy nó mới bền nha các bạn, lưu ý. Chỉnh làm sao cái máy nó hơi lì lì một tí.
chạy mà bắt quá là nguy hiểm nha các bạn, nhớ hai thì là nó vậy. Rồi con 6 và 7 là giá 1.8.8 đồng giá nhau. Con số 7 thì nó đẹp hơn nha các bạn, nhưng mà nó bù lại nó không có trợ lực. Nhưng mà cái ổ giật này nó hai tầng là so nha các bạn, ổ giật nó ổ giật trợ lực hai tầng đó các bạn. Nó có hai tầng là so trong đây nè. Tức là các bạn khi các bạn giật rất là nhẹ nha. Và bộ chế thằng này nó đang xài là bộ chế da băng nha các bạn, chứ không phải quanh pro, mà bộ chế da băng cũng là hai kim chỉnh luôn, cái kim nó nằm bên kia các bạn, nó nằm hướng bên kia kìa. Nó có hai cái kim chỉnh luôn. Có cái kim chỉnh gió nha các bạn. Nói chung là bạn nào mà từng chỉnh bộ chế của thằng bình xăng con của thằng xe máy á, thì các bạn chỉnh cái này được. Các bạn ngược lại nha, dặn ngược lại, nó dặn vô là lợi xăng, dặn ra là hao xăng nha. Dặn ngược lại so với xe máy nha các bạn. Đó. Là các bạn lưu ý nha, nhất là mấy anh thợ xe máy á, mà anh chỉnh theo xe là hư máy luôn nha. Các bạn dặn vô á, là nó sẽ tiết kiệm xăng và nó sẽ hại máy nha. Mà dặn ra là hao xăng nha các bạn. Thường là cho nó hao xăng chứ các bạn đừng cho nó lợi xăng. Tại vì lợi xăng thì nó hư nồng nha các bạn. Hai thì mà nó là xăng pha nhớt. Xăng pha nhớt thì nhớt nó nằm trong xăng các bạn, mà nó thiếu xăng thì nó sẽ thiếu nhớt. Mà nó thiếu nhớt thì nó phá máy nha các bạn. Các bạn lưu ý đừng có chỉnh cho nó lợi xăng quá. Nhớ nha. Chỉnh cho nó hao hao tí cho nó ra khói nè, các bạn lưu ý nè. Khi các bạn xài máy mà thấy khói á, khói ngay chỗ đây nè, nó ra mà nó ướt ướt ngay chỗ cái lỗ bô này nè. Nhìn cái lỗ bô mà các bạn thấy nó ướt á là ok nha. Tức là nó phải có dư lượng nhớt nó trào ra ướt ướt chỗ này. Thì cái máy của bạn nó đủ nhớt và nó dư nhớt tí là xài rất là ok. Nó đóng khói bù ri thì các bạn tháo bù ri các bạn trà cũng được sao. Chứ còn nó thiếu nhớt thì nó nguy hiểm. Nó phá máy các bạn. Nó phá nòng nè. Rồi. Hải thì là bền hay không là do các bạn xài nữa. Các bạn mà biết cách pha nhớt và chỉnh cho nó đúng lượng xăng của nó thì các bạn xài rất là bền nha. Giờ nhiều khi các bạn không biết đó, các bạn cứ chỉnh tầm bậy rồi các bạn pha nhớt ít là nó phá nhanh hư máy lắm. Rồi các bạn quay lại các bạn chửi cái nhà sản xuất máy này nè. Chứ các bạn đừng có chửi mình nha, tại vì mình đâu có sản xuất đâu, mình bán mà. Còn cái người mà sản xuất cái máy này là công ty người ta sản xuất nha các bạn. Đinh ba bố mình chỉ bán lại cho các bạn thôi. Rồi, còn những con máy là bên mình bao rin cho các bạn nha. Bao là máy móc là rin cho các bạn, chưa có tháo, chưa đụng chạm và ngon lành. Giờ các bạn đổ xăng xài rồi nha, 6-7 và giá 1.8 thôi. Rồi con số 8 này 2 triệu nha các bạn. Con này là đẹp nhất hôm nay nha. Đẹp lắm, ốc tán nồ ra bóp luôn nha các bạn. Con này ra bóp luôn nha. Đó, còn nguyên bản ra bóp luôn. Còn số 8 này nó là Echo Qrit 2625G nha các bạn. Đó. Rồi con nào mà bạn nào mà thích máy whip á, ốc tán nồ mới chắc thì lấy con này giờ xài nha. Đó, mới chắc luôn nha. Con số 8 giá 2 triệu ra bóp nha các bạn. Đó, ốc này. Quay cho camera nó bị ban đêm nó chó chứ tắt đèn flash nhìn nó đẹp hơn bạn nè. Làm theo bật lên lại coi. Rồi tem tiết đồ còn nguyên si nha, đầu bò còn nguyên luôn nha. Con này còn nguyên bản 100% nha các bạn, và nó còn mới khoảng tầm 97% bạn. Rồi con số 8. Con số 9 này là Maruyama nha các bạn. Con này nó để mình quay số series con số 8 này luôn để cho các bạn nhiều bạn có thắc mắc. Rồi là quay số series để mấy bạn nói mình gửi con khác. Đây nè, con số này là năm số series nó là 5803-0790 nha các bạn. Mấy anh cho băng này. Đó. Đây là số của nó các bạn, số series nó các bạn. Đó, tại vì nhiều bạn có hay nghi ngờ nói có gửi đúng con máy của các bạn trên video không? Máy đinh ba bú mình đầy các bạn nhiều lắm. Đây, quay quẹt qua cho các bạn xem tí nè. Đó, đầy lắm các bạn, đầy luôn rồi. Còn mình còn hai cái kho dưới kia nữa, kho mình còn mấy cái nữa. Nhiều lắm các bạn đừng có lo. Tại vì mình quay này mình quay chứ bán lẻ cho bà con xài thôi. Chứ thật ra là đinh ba bú mình bỏ sỉ cho mấy anh em thợ lần cả 40-50 cây lận. Nhiều lắm. Nên là các bạn mình quay để cho con nào thì mình bán con đó nha. Nên là nhiều bạn có cái tánh hay nghi ngờ cũng tốt thôi. Tại vì các bạn mua trên mạng mà. Nhưng mà những bạn mà mua rồi thì các bạn biết rồi đó. Thì mình muốn mình quay con nào bán con đó. Còn hư á, thì mình dụ hư hỏng gì các bạn cứ gửi máy cái đầu máy lên cho mình. Mình bảo hành cho các bạn nha, không lấy tiền đâu. Còn nhiều bạn cứ lằng nhằng là mệt lắm nha. Tại vì cái dòng máy móc là nhiều khi nhiều bạn không biết xài là phá hư. Là bên mình vẫn chịu cho các bạn. Tại vì mình làm mình cũng bỏ tiền ra để mình bảo hành cho các bạn nha. Mình bảo hành cho các bạn là mình không có lấy tiền đó. Rồi con số 9 này giá 1.9 triệu nha các bạn. Con này nó là Maruyama. Con này
Con này nó là bộ chế của nó cũng là quanh bờ rú ngang ngang nha, cũng là 26cc luôn. Nòng 34 ly. Các bạn để ý cái dòng máy mà 26cc là tất cả là nòng 34 ly hết, trừ hãng nào cũng vậy nha các bạn. Thằng nào cũng vậy, hãng nào cũng vậy, Maru hay là Kyrit hãng gì cũng vậy, là nòng 34 ly hết. Mà nòng 34 ly là máy nó cắt được cỡ voi nha các bạn. Cỡ voi á, tức là nòng 34 là nó những dòng máy mà thông dụng nhất, mà dễ xài nhất, và độ xài của nó là ok nhất. Tại vì thường nòng 34 ly á, là nó vừa đủ xài nha các bạn. Với điều kiện của các bạn là cắt ở nhà bình thường, còn các bạn cắt thơi cắt mướn á, thì đừng lấy nòng 34. Tại vì làm thơi làm mướn các bạn cắt nhiều, các bạn đừng lấy nòng 34. Con này nó đang xài bộ chế hai kim của anh Maru nha, chế rinh nó. Và thằng Maru này nó lắp dập bên Nha Bang nha. Lòng này giọng Maru này mình lên video cũng nhiều rồi nha, nên là không cần quảng cáo nhiều đâu. Con này nó còn ổ cước rinh luôn các bạn, dây cước rinh luôn nè, dây cước Nhật luôn các bạn. Ổ cước này là của Nhật luôn nha các bạn. Đó, mình đỡ trong máy cho các bạn luôn nha. Đó, và giờ các bạn xài ổ cước rinh, dây cước rinh luôn. Rồi Maru Yama tum rồi nha các bạn. Tum này 260 các bạn gắn bình xịt thuốc được luôn. Đó. Đây nè nha, bộ chế rinh của nó đây, để mình chỉ cho các bạn cách phân biệt bộ chế rinh và hàng giả rinh nha các bạn, hàng giả rinh. Đây các bạn, bộ chế rinh của nó thường cái tem One Brew, cái nó dập chìm nha các bạn, nó dập nổi. Đây, để quay camera mờ quá. Mờ quá các bạn. Đó, cái chữ One Brew ngay đây nè các bạn. Nó dập nổi, nhưng mà cái độ nổi của nó là rất là ít nha các bạn. Hầu như là không, độ nổi rất là ít. Đó, nó không có nổi cộm lên. Còn cái dòng mà bộ chế mà lô các bạn, bộ chế lô á, nó cũng là nhái luôn. Nó nhái, bộ chế nhái với lộn, không phải hàng lô mà hàng nhái. Nó nhái y chang vậy luôn, nhưng mà cái chữ này nè nó nhập nổi chà bá lên luôn. Nó nổi cao lên luôn, là cái thằng đó thằng nhái nha. Đó, nó là đồ nhái nha các bạn. Đồ nhái á, là cái chữ này nó nổi cao lên, là hàng nhái các bạn. Bữa nay có hàng nhái Trung Quốc nó nhái các bạn, nó nhái y chang luôn. Rồi, con cuối cùng này các bạn, con này giá 1.8 triệu thôi. Còn xoay nha, con số 10. Còn này là còn xoay nha các bạn. Xoay là sao? Tại vì còn xoay những con máy to nó phải thiết kế còn xoay nha các bạn. Xài nó dễ các bạn xoay nó dễ. Rồi con số 8. Con này nó chỉ phù hợp cho các bạn cắt thơi cắt mướn nè, hoặc là nhà mà nhiều đất mua giờ cho lính nó xài, công nhân nó xài các bạn, nó phá quăng cho nó phá thoải mái luôn các bạn, nó không có hư đâu. Tại vì cái thằng này nó trâu bò ở chỗ là nó bằng nhôm hết, các bạn nhìn nè, chỗ nào cũng nhôm sắt hết á. Đó, cho mà ông quăng thoải mái luôn, vừa xài vừa đập nó cũng chả hư nha các bạn. Là những con này nó trâu bò lắm, nên là cái con này nó tồn tại được lâu các bạn, nó tồn tại lâu lắm, cho ông phá thoải mái luôn. Là nhà bạn nào mà trang trại rồi á, mua giờ cho lính nó xài á, mà giá nó cũng rẻ nha các bạn, nó bằng nửa tiền của máy Trung Quốc thôi. Đó, có 1.8 triệu rồi các bạn. Nếu mà máy Trung Quốc, hàng Trung Quốc mà nó mang thương hiệu Nhật mà nó, nhưng mà hàng đó là hàng Trung Quốc nha các bạn, nó đỡ thương hiệu Nhật nhé, nhưng mà nó Trung Quốc. Nó cũng tầm 4 triệu rồi bạn, 3 triệu rồi. 3 triệu mấy, 4 triệu rồi đó. Nhưng mà các bạn, những con máy đó xài nó không, cái độ chắc, cái độ đầm của nó không bằng những dòng này đâu. Ốc tán những dòng này các bạn xài rất là chắc nha. Các bạn vừa xài vừa đập cũng chả hư nha các bạn. Rồi, con này nó là Mitsubishi nha. 34cc. Nòng của nó khoảng 37 ly nha các bạn. 34cc thì nó lớn hơn cái thằng kia. 26 với 34 thì nó lớn hơn khoảng 8cc đó các bạn, ít đâu. Đó, nó to, nó mạnh. Đập cước được nha các bạn, quên nói bạn luôn, đập cước được luôn. Tức là các bạn mà đập bằng dây cước thì các bạn nên lấy máy to nha, máy nhỏ đập không nổi đâu. Tại vì cái thằng máy to nó đập cước là nó lướt qua nha các bạn. Khi mà đập cước là nó không như cắt dao đâu. Nó cản lại bạn, còn dây cước nó cản gió lại, nên là lực quay của nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là các bạn đập cước là các bạn phải lấy tum to. Tum to là sao các bạn? Tum to là bố nó to, là cái chớn quay của nó y như cái bánh chớn máy dầu các bạn. Là cái chớn quay nó lực nha các bạn, nó mạnh, nó lực. Chứ còn tum nhỏ, bố nhỏ là nó sẽ yếu hơn là tum to, bố to. Đó, nó khác cái chỗ, nó khác biệt cái chỗ đó các bạn. Cho nên là các bạn đập cước thì các bạn nên lấy những dòng máy to nha các bạn. Các bạn lưu ý chỗ đó giúp mình. Chứ nhiều các bạn đập cước mà đi lấy máy nhỏ là giờ cắt yếu rồi, quay lại mắc vốn mình mệt lắm nha các bạn. Tại vì khi bán hàng mình đã tư vấn cho các bạn rồi, mà các bạn không chịu nghe, là các bạn làm theo ý các bạn thì các bạn đừng bắt mình chịu nha. Đó. Rồi thôi, Đinh Bảo Búa xin mến chào và tạm biệt các bạn nha. Các bạn đặt hàng thì liên hệ số thư ký bên bên mình, số điện thoại mình để bên dưới video nha. Khi nào video mình để chữ đã bán hết, đã bán tức là những con máy đó mình đã bán rồi, các bạn đừng có gọi nữa nha, đừng gọi hỏi nữa. Rồi thôi, Đinh Bảo Búa xin mến chào và tạm biệt các bạn. Xin chúc các bạn năm mới mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.